Hit for the Growth 2021 các bạn. Con mang ăn rồi. Chiếm tao nha. Các mở các bạn. Đi về hướng Tây lên hẻm 336 Phan Văn Trị về phía đường Phan Văn Trị, sau đó sẽ phải sau nhà thuốc Pharmacy. Ở thời điểm này, mình thì... Muốn cái gì mà có. Đi YouTube rồi này. Dạ. Coi phim luôn cũng được. Đúng YouTube rồi. Thì nói gì nữa. Đúng rồi. Đủ hết. Nhưng mà nó có mấy cái nó nhạc hay, nó không cho mình lót vậy thôi. Dạ. Yeah. Nhạc gì cũng dở nên cho lót. Nhạc hay nó không cho lót. Anh cũng lót YouTube giờ anh nghe, anh bắn Bluetooth qua anh nghe đó. Vậy thôi. Ủa nó có định vị luôn đúng không? Dạ, yeah, không. Ủa sao có hả? Có. Ủa sao nó cái gì nó có định vị luôn? Nó đâu. Vì phải xài một khúc khác à. Tình vị muốn anh ráng gọi chuyên nghiệp á. Chứ còn vô đây thì chỉ chắc nói thôi. Cho tôi cũng kiếm xe rồi chơi bậy bạ rồi thôi gì đúng không? Đúng rồi. Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia phôi. Nét ra hả? Nét. Đời em con